Xin chào các em. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cách phân tích số nguyên ra thừa số nguyên tố nha. Phần này rất là quan trọng trong chương trình toán lớp 6 ha. Và các em nào ôn thi học sinh giỏi toán về máy tính cũng phải biết dạng bài tập này nữa ha. Ngày hôm nay tôi hướng dẫn các em trên máy tính Vinaphone nha, 680 Xplus ha. Cách làm như thế này các em. Muốn phân tích số nguyên ra thừa số nguyên tố các em là các em lúc này các em phải bấm phím này các em. Option này, mình đọc là option hay OPNT đi ha. Đó. Em lấy số 4 nào, số 4 là phát này ha. Số 2, số 1 là tìm thương và dư nữa các em đúng không? Số 3 là cái gì em, GNRIT các em. Tìm gì, ước chung lớn nhất là LMC là lít nè. Đó là tìm gì, tìm bộ chung nhỏ nhất này ha. Còn cuối cùng là số 4 là phân tích số nguyên là thử số nguyên tố. Nhập số 4 vô, thấy không các em? Đó. Ở đây tôi bấm trước rồi lên xuất hiện này nha. Đó. Giờ tôi tắt máy đi, tôi bấm lại lần nữa cho em coi ha. Bấm OPNT này đây ha. Rồi bấm số 4 nữa. Đó. Rồi sau nhập chữ số nó vô 120. Rồi ok nha, em bấm vô bằng ra ha. Rồi em bấm vô bằng ra. Lập tức nè. Em được gì đây? Tham số là 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5 đúng không? Quá đơn giản đúng không? 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Rồi. Vậy tương tự lúc này em sẽ xoay về bấm về nó nhanh hơn là đó, xóa 120 đi. 180 nhập 180 vô ha. Ồ 180 nè. Rồi, bằng 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5. Đúng chưa? Tắt máy đi ha, đó, bấm lại lần nữa nè, OPTN nha. Đó, bấm số 4 vô ha. Rồi 4800, số càng ngày càng lớn lên. Wow. Hai mũ 6 bằng 2 mũ 6 nhân cho 3 nhân cho 5 mũ mấy? 5 mũ 2. Số này còn nhỏ ha. Đó, giờ cho số lớn lên nè. Đối với chương trình lớp 6 em thì đa số là số nhỏ mà, vài trăm hết. Còn thi sinh giỏi thì nhiều nha, 4149. Nha em. 4 nè. 1 nè. 4 nè. 9 nè. 351 nè. 36 nè. Nha. Bấm bằng khỏi đóng mặt các em. Khỏi đóng mặt luôn, bấm bằng ra. Ồ, bằng 2 mũ 5 nhân 3 mũ 7 đúng không? Nhân 7 mũ 2 nhân 11 mũ 2. Nha em. Rồi. Rồi bấm lại nha, OPTN đây nè. Đó. Số 4 vô. 28965, nhập vô là 2 nè. 8 nè. 9 nè. 6, 5 nè. 92400. 9 nè. 2 nè. 4 nè. 0, 0 nè. Nha. Bấm ô. Thấy không? Cái này mà ngồi chia tay nữa hơi mệt đấy nha. 2 mũ 4 nhân 3 mũ 4 nhân cho 5 mũ 2 nhân cho 13 mũ 2 nhân 23 mũ 2. Rồi, tiện thể ở đây tôi nói một cái điều này nè. Sau này các em thi học sinh giỏi á, có một số bài máy nó không làm được nha. Máy nó không làm được á thì các em nhớ là em phải hạ, vì số nó quá to lên nên một số máy không làm được, cả Casio và Vinaphone không làm được nha. Nhưng mà hầu hết Vinaphone làm được điều đó nha. Hầu hết nó phân tích được, Casio vẫn còn điểm khuyết nha các em. Nếu mà các em á không làm được á thì những cái số nó to mà máy nó không làm được á thì em thử em bấm nháp ở ngoài, em thử chia cho hai coi, em hạ nó xuống cho nó số nó nhỏ lại, rồi sau đó lấy cái số nhỏ mình sẽ phân tích ra thừa số nguyên tố, em hiểu không? Em chia cho những số nguyên tố thì dụ như hai nè không được, là ba nè, năm nè, bảy nè, em cứ chia đi, em chia cho hai rồi em chia hai nữa, chia không được thì đang lẻ thì em phải nhân ngược lại đó ha. Em phải xác định em chia được bao nhiêu số 2 rồi hoặc bao nhiêu số 3 rồi phải viết lại nha, rồi sau đó mình sẽ ra số nó nhỏ rồi mình nhập vô máy tính nó lại nghĩ được. Đó là cái điều dặn dò các em để trong thi toán ôn thi xin giỏi máy tính nha.
Em dùng hai là máy là Casio Vinaphone để xử lý bài tập nha. Nhưng mà Vinaphone vẫn có thế mạnh hơn, có rất nhiều bài Vinaphone làm được. Nếu video hay em nhớ đăng ký kênh, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho em xem nha.